9 nguyên nhân khiến bạn thất bại trên con đường khởi nghiệp. Trong bước đường khởi nghiệp thật khó lường phía trước, chúng ta không thể biết được những rủi ro. Vì vậy, phải học cách mắc sai lầm bằng cách là học những bài học thất bại của người khác. Sau đây là 9 nguyên nhân sẽ khiến bạn sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn biến mất sau 2 tháng thành lập. Điều đầu tiên, khởi nghiệp khi chưa đủ giỏi. Giỏi ở đây là đánh giá tổng hợp về kỹ năng của bạn, marketing, sale, tổ chức, lãnh đạo, đối ngoại. Những người giỏi còn thất bại, cũng chi mình còn non nớt. Không giỏi, đừng mơ thành công. Và hãy cố gắng là đi làm thuê trước khi tự tiến hành thành lập công ty. Điều thứ hai, khởi nghiệp một mình. Đây có lẽ là một trong những lý do mà ban quản trị lập ra cái group này. Cho dù bạn giỏi đến chừng nào cũng không thể tự tay xây dựng lâu đài riêng cho mình được. Mình từng nghĩ là mình có thể một tay tạo dựng tham vọng, nhưng thực tế không phải. Thời gian mỗi ngày chỉ có 24 giờ. Dù giỏi đến mức độ kinh thiên động địa, bạn cũng không thể vượt qua giới hạn của thời gian và sức khỏe. Hãy tìm những người cùng chí hướng và xây dựng với họ một đế chế. Về thứ ba, khởi nghiệp khi chưa đủ kinh nghiệm. Khởi nghiệp, nếu bạn chưa tìm hiểu kỹ về những vấn đề liên quan đến kinh doanh của mình thì rất nguy hiểm. Kinh doanh là tiền thật chứ không phải là nháp. Nếu sai lầm mất đồng tiền đồng nghĩa với phá sản, có khi mất cả máu. Những vấn đề liên quan đến pháp luật, kế toán, nắm bắt quy trình phân phối, kênh quảng cáo, xây dựng mối quan hệ hỗ trợ kinh doanh. Hãy tìm cho mình một ngọn hải đăng, một người đi trước ở cùng lĩnh vực để học hỏi. Đừng bước ra thương trường khi bạn chưa đủ kinh nghiệm. Thứ tư, chọn sản phẩm dịch vụ không phù hợp. Để khởi nghiệp, chúng ta nên chọn một sản phẩm có một trong những yếu tố sau: nhà cung ứng uy tín, vòng đời sản phẩm lâu dài, nhu cầu cao, tỷ suất lợi nhuận lớn. Đôi khi nếu sản phẩm mang tính chất độc quyền thì cũng là một yếu tố tốt. Bởi nếu không có yếu tố trên, bạn sẽ chuyển qua sản phẩm dịch vụ khác và sẽ mất thời gian ban đầu. Đối với những các bạn phân phối tạp hóa, đại lý hàng tiêu dùng thì chỉ khác ở chỗ chọn nhóm sản phẩm dịch vụ mà thôi. Việc chọn một sản phẩm dịch vụ để kinh doanh cả đời mới là thông minh nhất. Tất nhiên là yếu tố đam mê, năng khiếu là một yếu tố quan trọng để lựa chọn, nhưng chưa hẳn quyết định cuối cùng. Đôi khi chúng ta bắt buộc phải làm việc không thích để đạt được thành công cho sự nghiệp. Thứ năm, khởi nghiệp khi chưa nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm. Buôn bán bất kỳ sản phẩm nào cũng đều có thành trình chiếm phú. Và ngược lại, kể cả kinh doanh những sản phẩm giá trị nhỏ vài trăm đồng cũng đủ để bạn phá sản. Những người mới khởi nghiệp thường hay có nhận định chủ quan, tưởng bở về sản phẩm dịch vụ của mình, giá tốt, chất lượng tốt, rồi tôi cũng là người tốt, kinh ứng tốt, thị trường ngon. Hãy tập trung xem xét các vấn đề như thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm dịch vụ thay thế. Bạn có lợi gì hơn so với đại lý bán lẻ cấp thấp hay nhà sản xuất khác? Nói chung là hãy nghiên cứu thị trường một cách rõ ràng, đừng kinh doanh theo cảm tính. Việc thứ 6, chọn bạn đồng hành không phù hợp. Chắc chắn bạn đã chứng kiến nhiều công ty phá sản vì đồng sáng lập bất đồng quan điểm. Khi mới làm ai cũng nhiệt huyết, nhưng nếu không phải là những người thực sự phù hợp với bạn thì mâu thuẫn trực tiếp sẽ đến mô hình kinh doanh là điều tất yếu. Và khi chọn người khởi sự, các bạn nên chọn theo yếu tố sau: coi công việc chung như là đam mê, người chắc chắn và có trách nhiệm, là người có trình độ chuyên môn tốt trong một lĩnh vực nào đó, mỗi lĩnh vực chỉ chọn một người, vốn mạnh nhất, marketing giỏi nhất, ngoại giao tốt nhất. Quan trọng hàng đầu, người đó phải có đạo đức, tín nghĩa thật thà, biết hy sinh vì đại cuộc. Riêng đối với những người dối trá, tư lợi cá nhân, cờ bạc đỏ đen, loại ngay lập tức. Hãy chọn cho bạn những người đồng hành tốt nhất, vì đó là tương lai của bạn. Điều thứ 7, hoạt động không có quy trình. Cái này ngay cả doanh nghiệp cũng dính, chứ đừng nói đến những người khởi nghiệp. Khi làm việc không có quy trình, mọi thứ đều đảo lộn. Mất thời gian nhiều, nó sẽ cuốn bạn đi mà chẳng làm được việc gì khác. Hãy học hỏi quy trình, mô hình của đối thủ dẫn dắt thị trường hoặc đơn giản của những đối thủ giỏi hơn mình để cải tiến quy trình. Điều thứ 8, hoạt động không có tầm nhìn. Mô hình của bạn chỉ có 5 đến 10 người thì đơn giản, nhưng nếu đông khách hàng, bộ máy của bạn phình lên 30 người, nếu không có tầm nhìn xa, chiến lược dài hạn thì bạn cũng sẽ vẫn là tình trạng một là không lớn được, hai là ngã ngựa. Nếu có sống cũng giặt dẹo rồi cũng sớm tan rã. Để một sản phẩm sống trường tồn, chúng ta phải quan trọng đến việc xây dựng và phát triển. Điều thứ 9, kỷ luật nội bộ yếu kém. Cái này thì nhìn vào chẳng đáng liệt kê ra, nhưng mà tôi cá nó sẽ ảnh hưởng ít nhất đến 30% thành công của bạn. Mọi sự nỗ lực cá nhân kiệt xuất trong bộ máy của bạn cũng chỉ giới hạn. Một bộ máy tốt phải có tập thể tốt. Tập thể tốt khi có ý thức tốt. Trong công việc không có kỷ luật, mọi thứ sẽ không hoàn hảo. Bản chất con người là lười biếng và tư lợi cá nhân. Không cho họ vào khuôn khổ thì họ sẽ ẩu ngay. Những người không có kỷ luật không bao giờ làm việc lớn được.
Tổng kết, chung quy lại thì có rất nhiều lý do dẫn đến thất bại của khởi nghiệp. Nó liên quan đến nội tại chung của doanh nghiệp và các yếu tố bên ngoài. Chỉ khởi nghiệp khi mình sẵn sàng, thời cơ chín muồi, không nên cố gắng quá sức của mình, không nên gượng ép. Người ta nói thất bại là mẹ thành công, nhưng nên nhớ rằng trong cuộc đời, con người mà thất bại nhiều sẽ tổn hao nguyên khí. Hãy coi khởi nghiệp như sinh mạng của bạn và đưa những bước thật là cẩn trọng.